tâm đạo trên núi Võ Đan, phần số 1. Bậc thánh nhân rời xa danh lợi, học tu tiên, thành tỉnh vô vi. Núi Võ Đan chính là một huyệt thiên của xứ Thần Châu, nơi đây phát tích biết bao nhiêu huyền thoại, vừa nước tiếng xa gần vì cảnh trí đẹp như chốn bồng lai, vừa nổi danh thiên hạ vì là thắng địa tu luyện của đạo gia, gắn liền với tên tuổi của Trương Tam Phong chân nhân. Núi kéo dài ngàn dặm, cao vút trời mây, to lớn hùng vĩ, ngây ngất lòng người. Núi sừng sững truyền đời như thực như mơ từ đã mang bao nhiêu thanh tĩnh gột sạch bụi trần thế tục và thần bí làm người ta mong mỏi núi dáng dấp tươi đẹp nhàn nhã đã trở thành nơi gần cõi trời nhất chốn nhân gian người ở trong núi gọi là tiên núi còn đem lại miền tịnh thổ thanh tu cung cấp một con đường thăng hoa siêu phàm nhập thánh cho những người kính thờ thần linh từ xưa đến nay đã có bao nhiêu người tu hành nguyện vứt bỏ vinh hoa phú quý vào sâu trong núi tụng kinh trì chú khấu đầu bái lại để cầu tâm hồn tĩnh mịch triệt ngộ đại đạo của trời đất. Chính giữa vùng đất thần châu là nơi trên ứng với sao dực chẩn dưới thuộc đất kinh châu có một thắng cảnh trốn nhân gian một vùng đất động thiên phúc địa rộng tám trăm dặm có bảy mươi hai ngọn núi và ba mươi sáu vách đá hai mươi bốn con suối nó lặng lẽ chứng kiến nền văn minh tu luyện đạo gia 5.000 năm Trung Hoa, trở thành đệ nhất danh sơn xứng danh của đạo giáo. Vì nhiều đời thánh hiền kết mối tiên duyên với nó, nên các ngọn núi ở đây có rất nhiều cái tên hiển khách như là Thái Hòa, Thiên Thất, Thái Nhạc, Huyền Nhạc. Cái tên ấy một khi sướng lên là mang theo mình mang bao nhiêu huyền tích. Chuyện thần tiên được hậu thế không ngớt bàn tán lưu truyền, núi ấy chính là Võ Đan. Chân vũ bay lên trời, vạn sơn chào bái. 72 ngọn núi Võ Đan, ngọn chính là Thiên Trụ Phong với dáng vẻ hùng hồn, thần tú, cao 1612 m so với mặt nước biển, đứng hiên ngang sừng sững vượt trên tất cả. Các ngọn núi khác giống như là những con dân đang không mình cúi đầu, chỉnh tề chầu bái ngọn núi chủ, hình thành lên một kỳ quan 72 ngọn núi chầu đỉnh núi lớn võ đan với hình thái trung thành thành kính tự nhiên của nó hướng về huyền vũ đại đế vì chủ thần ngồi trấn định trên đỉnh ngọn núi chính nói lên những tiếng lòng kính trời lễ thần chân vũ đại đế vì đại thần viễn cổ không chỉ là vị thần đầu tiên thăm võ đan và bay lên trời mà còn là nguồn gốc cho cái tên của ngọn núi linh thiên này chân vũ vốn tên là huyền vũ vì tránh tên huý tống thánh tổ triệu huyền lãng mà đổi tên Thời hoàng đế có một nơi gọi là tịnh lạc quốc xuất hiện một chuyện kỳ lạ, may mắn. Tịnh lạc quốc vương và hoàng hậu thiện thắng trong giấc mơ, nuốt ánh sáng mặt trời, tỉnh mộng, hoàng hậu liền có mang. Sau 14 tháng, vương tử Giáng sinh, trong và ngoài cung đều xuất hiện những cảnh cát tường, muôn loài chim tụ tập, muôn hoa cùng nở. Vương tử tịnh lạc, sinh thì thần linh, lớn thì dũng mãnh Bằng thần công thiên bẩm đã chém yêu trường ma giúp chính đạo thân cành vàng lá ngọc mà lại có cái tâm tu hành cầu đạo, vương tử bỏ cha mẹ, ngôi vị, bước lên con đường khổ tu tương tự như Thích Ca Mâu Ni. Có thể là khí núi biển khói mây của võ đan tạo lên tiên cảnh mông lung hoặc là tiếng thông reo vượng hú của võ đan kích hoạt cơ chế luân hồi. Vương tử tịnh lạc dấn thân lên núi võ đan, bất giác dừng bước, quyết chí tu hành nơi núi xanh đã tỉnh này. Trải qua 42 năm rèn rũa, thì ông cuối cùng cũng đã công thành viên mãn Bạch Nhật Thăng Thiên, bay lên trời giữa ban ngày, vương tử tịnh lạc thoát thai hoán cốt, hóa thân thành đế quân huyền vũ, trấn thủ phương Bắc, trạm yêu tà, an dân sinh, đã bao lâu nay đang bảo vệ chính đạo vũ trụ. Nước lửa tương trợ không phải chân vũ không thể làm nổi. Huyền Vũ là một trong tứ tượng của văn hóa truyền thống Trung Hoa. Ngũ hành thuộc thủy thường thể hiện là hình tượng kết hợp của con rùa đen và rắn, là thần thú đại diện cho phương Bắc. Mà huyền Vũ Thần, tức là chân Vũ Đại Đế, lại thường chân đạp rùa rắn, mặc áo giáp, cầm cờ đen, xõa tóc, chân trần, xuống hạ giới trừ tà ma. Ngày nay, nếu bạn leo núi Võ Đen từ xa ngắm đỉnh Thiên Trụ Phong, sẽ thấy ánh vàng kim lấp lánh thấp thoáng ẩn hiện trong mây trời bao phủ, đó là ngôi miếu đúc bằng đồng, mạ vàng thờ chân vũ đại đế, trải qua 600 năm gió mưa sấm sét vẫn rực rỡ ánh vàng kim, màu ngọc bích như xưa. Nếu bạn có cơ duyên từ trên không trung nhìn xuống đỉnh núi, sẽ phát hiện ra bí ẩn huyền diệu lớn nhất của ngọn núi này. Trong võ đan phúc địa tổng chân tập có viết, võ đan lượng vòng trải dài vạn dặm, xoáy tròn như dấu hiệu của trục trái đất đến cửa trời người đời tống chú thích trục trái đất là rùa thần thủy tinh cửa trời là rắn thánh hỏa tinh ý là phần núi đất của thiên trụ phong và ngọn núi phía tây bắc của nó tạo thành hình tượng một con rùa khổng lồ thì ra chân vũ đại đế đắc đạo ở núi võ đan đã sớm sử dụng một phương thức huyền diệu bảo vệ núi cao đồng thời đem cất giữ những tính tức của thần ở trên đỉnh ngọn núi từ ngũ hành tính ra cho thấy thì vỏ đang nằm ở phương Nam, các ngọn núi dựng đứng giống như là những ngọn lửa đỏ, hỏa đang cháy dần dật. Mà chân vũ đại đế ở phương Bắc thuộc Thủy là nước, sừng sững vượt lên tất cả các ngọn núi xung quanh, lấy uy linh của nước, thủy, trấn định khí thế, lửa, hỏa cháy rừng rực. Từ xưa đến nay thì truyền thuyết và thần tích của chân vũ đại đế làm cho vô số người đời sau bái lại thành tính, nhưng ý chí coi thường danh lợi. Một lòng cầu đạo của Ngài như là một ngọn đèn sáng soi, cổ vũ tâm linh người mộ đạo đời này sang đời khác. Do đó thì huyền thiên thượng đế khởi thánh lục có viết, không phải huyền vũ xứng đáng thì ai xứng đáng được hưởng đây. Khí tía đến từ phương Đông, chân kinh 5.000 chữ mở đường tu đạo. Khi chân vũ đại đế ngộ đạo, càng ngày càng nhiều người cầu thần vấn đạo, leo lên ngọn núi dưỡng dục nên bao truyền kỳ này họ khổ tâm đơn độc tìm đạo pháp chính tông cầu mong nơi thù thắng lạnh lẽo này có thể vũ hóa đăng tiên núi võ đan cũng như là những người tu hành đang nôn nóng nhưng lặng lẽ đợi chờ một bộ kinh điển tu luyện truyền thế vào một ngày niên đại chu kính vương đời đông chu một vị đạo sĩ trung niên ánh mắt chói sáng lấp lánh tinh hoa mặt trời đã phá vỡ sự tĩnh lặng hai năm nay của núi võ đan ông là doãn nghĩ đem theo một bộ kỳ thư tên là đạo đức kinh từ đó núi võ đan trở thành một trong những cái nôi của nền văn minh tu luyện của đạo gia doãn hủy hiệu là văn thủy chân nhân là một vị cao nhân ẩn dật thời chu mọi người không biết ngày sinh mất của ông về cuộc đời của ông cũng biết rất ít chỉ biết là ông từ nhỏ đã xem hết các sách cổ yêu thích thiên văn lịch pháp khi trưởng thành thì chìm đắm vào nghiên cứu bác quái dịch học Thường ngày Doãn Hỷ thanh tĩnh tự thủ, không theo lệ thế tục, đò bóng mặt trời xem thiên tượng, đạt đến cảnh giới biết xưa mà thấy tương lai. Do được người đời ca ngợi, Doãn Hỷ được triều đình vời triều phong làm đại phu. Ở địa vị cao hưởng trọng vinh hoa, Doãn Hỷ là chưa từng bỏ lòng truy cầu đạo. Hơn nữa lúc này thì nhà chu sắp đổ, đạo đức đang suy đồi. Trong lòng ông đã sớm có ý quy ẩn. Một hôm trên bầu trời phương đông khí tía mờ mịch, thẳng tiến về Tây, Doãn Hỷ rất có duyên với đạo, trông thấy cảnh kỳ lạ, liền biết là có thánh nhân ra khỏi quan đi về phương Tây. Thế là ông kiến quyết từ chức đại phu, xin làm quan lệnh hàm cốc oan đợi chờ vị thánh hiền sẽ xuất hiện loáng qua chốc lát một ông già râu tóc bạc phơ như bạc trắng Cử một cỗ xe trâu xanh đến hầm cốc quan doãn Hị đã quét tước đường giá cùng kính dùng lễ của đệ tử đứng chờ đã lâu sử ký ghi chép câu chuyện này sớm nhất đã để lại một câu nói của doãn hỷ cho nhân gian tử tương ẩn hỉ, cưỡng vị ngã trước thư thầy đi ẩn cư à xin hãy viết sách cho con Ngài là bậc cao nhân đắc đạo xuất thế, xin Ngài trước khi quy ẩn, hãy vì thế nhân chỉ dẫn con đường chính đạo bay lên thiên giới ạ. À. Lão Tử viết tay hai quyển kinh thượng hạ gồm 5.000 chữ, giải thích ý nghĩa đích thực của đạo và đức, rồi trao bộ đạo đức kinh này cho Doãn Khỉ. Ông còn hẹn với Doãn Hỷ, ngày sau sẽ tái ngộ ở Thanh Dương, sau đó đi quy ẩn, dấu tích tiên ông khó tìm. Quy ẩn Thanh Tu, ngộ chính đạo hồng truyền đạo Pháp. Tương truyền Doãn Hỷ sau khi đắc chân kinh, ngày đêm nghiên cứu, hoan hỷ không nguôi, thể ngộ được phép tu đạo. Đồng thời ông đã được nghe đạo nên không muốn bị trói buộc gò bó chốn quan trường. Bèn treo ấn từ quan tiệm đến núi Võ Đang, trở thành người đầu tiên lên núi Võ Đang tu đạo được được chính sự ghi chép. Võ Đang có một ngọn sư tử phong, nằm phía bắc ngọn thiên trụ. Vì hình dáng giống sư tử nên có tên như vậy. Trên ngọn sư tử phong có một nơi là Doãn Hỷ Nham tương truyền là nơi ông Thanh tu năm xưa. Nơi này 2.500 năm trước chỉ là bầy biển đơn sơ, thạch môn thạch thất, giường đồng án ngọc, dẫn thị ở nơi tiểu thế giới này ngắm nhìn trời đất, xem xét nhân gian, cuối cùng đã nhìn ra đại đạo vô hạn. Vào ngày Doãn Hỷ ngộ đạo, tiếng móng trâu xanh lột cộp hợp với âm thanh trong trẻo của suối chảy, đem đến tin vui cho lão tử theo hàng ước tương ngộ, hai vị cao sĩ trong đạo lại tương phùng rồi dắt tay nhau tiên du, không biết tông tích đâu. Dấu thích tiên có thể gặp nhưng không thể cầu. Tướng quan triều Hán là đái mạnh, phụ mệnh vua vào núi hái thuốc tiên. Đến nơi này bất chợt nảy sinh lòng bỏ quan học đạo, không quay trở về. Cuối cùng bạch nhật phi thăng tức là ban ngày bay lên trời thành tiên. La ấp tể già tuẫn, đời đông tấn tình thông đạo học, có chí xuất thế thoát trần, liền từ quan leo núi võ đan chuyên tâm tu luyện. Sau đó trên núi Võ Đan, đạo quán chùa chiền dần dần được dựng xây, vô số đạo sĩ đã ở đây giữa non xanh nước biếc này, giữ nghiêm truyền thống tu hành cách ly thế gian mà thanh tỉnh vô vi, xây dựng lên tín ngưỡng văn hóa bản địa của dân tộc Trung Hoa. Nhưng lịch sử huy hoàng của núi Võ Đan chừng như mới vừa chỉ bắt đầu được viết nên. Huyền Bí TV Kênh thông tin chọn lọc về khoa học huyền bí, tiên tri, trấn yểm, lời nguyên, bài học cuộc sống. Hãy đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ bản tin hấp dẫn.